hàng ngàn hoa quả và hạt giống gia truyền khác nhau được mang ra trưng bày và trao đổi tại cuộc triển lãm hoa quả hạt giống gia truyền thường niên ở quận Ventura, tiểu bang California, từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 năm 2023. Đây là lần thứ 10 cuộc triển lãm này được tổ chức, nhằm tạo cơ hội cho nông dân và cư dân khắp nơi học hỏi trao đổi kiến thức về các loại giống và hoa quả gia truyền. Đây là nơi hội tụ của các nhà làm vườn nghiêm túc, các câu lạc bộ trồng cây, các chuyên gia trồng cây, nông dân, đầu bếp, các nhà sưu tầm hạt giống và khám phá cây trồng. Tất cả đến với nhau cùng một lúc, một nơi. Mọi người chia sẻ kinh nghiệm, giao lưu thân thiện với nhau. Bạn biết đấy, có quá nhiều chia rẽ, mọi người thấy có nhiều điều chia rẽ chúng ta. Nhưng thật ra chúng ta chỉ muốn cùng một điều, đó là thức ăn ngon bổ dưỡng và chăm sóc gia đình của mình, thụ hưởng thiên nhiên và đôi khi được nghỉ ngơi khỏi những bộn bề của cuộc sống. Cô Wendy Fan là một chuyên gia chuyên trồng các loại cây trong khu vực hạn hẹp. Bạn cứ bắt đầu ngay bây giờ thay vì để đến ngày mai, cho dù không gian của bạn có rộng hay hẹp thế nào. Tôi trồng trong một không gian nhỏ, chưa tới 30 mét vuông, khoảnh vườn ở hiên nhà. Nhưng tôi vẫn có thể trồng được khoảng 200 loại cây khác nhau. Tôi có nhiều rau quả châu Á như rau thơm Việt Nam, các loại cây chịu khô hạn, rất nhiều rau xanh dược thảo. Nên thật ra là tùy cách bạn tận dụng không gian của mình thôi. Cô Wendy cũng là người diễn thuyết tại cuộc triển lãm này và vừa thắng giải nhất về trưng bày hoa quả gia truyền. Mẹo đầu tiên là trồng những gì bạn thích, nhưng cũng phải hiểu về mức độ ánh sáng. Nếu bạn có khu vườn có nhiều bóng râm, trồng những loại cây thích bóng râm hoặc có cây thích ánh nắng thì để nó ở chỗ có mặt trời và bắt đầu từ cây nhỏ thay vì từ hạt giống. Tôi nghĩ quan trọng là bạn bắt đầu đúng cách, còn không thì bạn sẽ nản chí. Đối với khách tham quan cuộc triển lãm, đây là cơ hội được sưu tầm và học hỏi về các loại cây quý hiếm. Ở đây có nhiều loại cây quý hiếm, nhiều kiểu trưng bày, nhiều diễn giả rất am tường từ côn trùng học cho tới cách ủ phân, rất đa dạng. Tôi mua được một nhánh nho đỏ. Ở nhà tôi có trồng nho nhưng không ra nhiều trái, nên hy vọng là cây nho này sẽ thay thế nó. Theo ban tổ chức, có khoảng 8.000 người tham dự cuộc triển lãm này, đến từ khoảng 40 tiểu bang ở Mỹ và từ nhiều quốc gia khác nhau. Tinh thần ăn uống thực phẩm hữu cơ và tránh xa thực phẩm biến đổi gen được cổ suý mạnh mẽ trong nhiều năm qua ở Mỹ và trên thế giới. Cuộc triển lãm này là dịp hội tụ lớn, là nỗ lực của ban tổ chức và các thuyền nghiện viên để mọi người có cơ hội trao đổi và nâng cao kiến thức về các loại giống và hoa quả gia truyền.